Và đây là Van Helsing, đúng chuẩn đang mạnh, phải ra skin thôi. Vứt thắc ngay, nghe nói là bậc hãy ép. Nếu bạn chưa biết thì trang phục này mang tên Thần Khí Bệ Ngạn Lệnh của Địch Nhân Kiệt bên Vương Giả Vĩnh Diệu nhá. Và sẽ được chuyển giao cho Van Helsing nhà ta. Nhìn cái mặt tiền thôi là thấy xoái rồi, 10 điểm cho đồ đẹp trai. Hiệu ứng biến về tiên gì thấy bình thường, không ấn tượng cho lắm. Bộ kỹ năng Địch Nhân Kiệt khác Van Hel nhé anh em. Tiên gì dự đoán chiêu 1 là chiêu cuối của Van Hel, các phi tiêu nội tại ná ná nhau thôi. Còn chiêu cuối mạn phép đoán là phi tiêu vàng, hợp lý chứ nhở? Theo TNG, Van Hel Liên Quân có thể bộ kỹ năng sau này sẽ như Địch Nhân Kiệt hiện tại chăng? Anh em cứ chờ xem nhé. Còn bây giờ, chần chừ gì hả anh em? Chấm điểm ngay đi. S ơi, có học viết nào nhiều skin của Rat hay không? Thích Rat đúng không? Rat 3S, Rat Muay Thái, Rat siêu Việt, đầy đủ cho anh em lựa chọn nhá. Đầu tiên ấy là phải cảm ơn anh em đã feedback là comment dưới video trước đã. Tuyệt vời anh em ạ. Em mới có S được 2-3 tháng, cộng thêm xem giải đấu lên cao thủ rồi nè. Dù bạn đạt được mốc gì ấy, đó đều một cái thành công rất tuyệt vời. Và TNG rất là chia sẻ với điều đó. Nhưng câu nói bổ ích của S, em đã được thoát khỏi đánh tiếng Anh rồi. Ok. Nói chung là TNG chỉ gợi ý và truyền cảm hứng cho anh em thôi. Anh em đạt được những cái bậc anh em mong muốn là rất tuyệt vời. Ông thì muốn lên thách đấu, ông thì muốn lên chiến tướng, ông thì cần thoát tiếng Anh thôi. Nói chung là tùy nhu cầu của anh em mà thôi ha. Trận đấu này thì TNG không sử dụng tinh linh đâu, mà sẽ tận dụng đó chỉ là cái luyện kim. Thêm tí tiền các bạn ơi. Chơi Van Hel đặc biệt là gặp các vị tướng khó chịu ấy, kiểu con Mina ấy, là các bạn chỉ cần có cái kiếm phân nia thôi là bắn cực kỳ cháy máy rồi. Và nếu mà chúng ta xanh ấy và các bạn muốn có thể lan cầu mạnh hơn, anh em hoàn toàn để hướng tới đó chỉ là cái thương xuyên phá ha. Đây tôi dụ thính đấy các bạn ơi, bọn nói tôi thấp máu đúng không? Thế là đợi anh Zata lao tới cấu cấu đỉa đỉa và kéo. Ui tuyệt vời. Dạo gần đây không hiểu sao chứ TNG gặp toàn Grack biết chơi thôi anh em, kéo quả nào trúng quả đó. Một câu hỏi về thương xuyên phá là tại sao phải lên thương xuyên phá cho vị tướng Joker? Em lên kiếm Phania trước được không? Lên thương xuyên phá ấy, chúng ta mới có thể tận dụng được sức mạnh ở đoạn đầu, vừa cấu rỉa vừa rỉa đam phê chứ. Joker anh em thừa biết là ở đoạn đầu nó dùng chiêu 1 ấy, đúng kiểu là áp đảo luôn. Ok chưa? Vậy thì phải tận dụng thôi, kéo bạn ơi. Làm sao? Ui, cái pha này nó có vẻ như hơi hack nào đối thủ quá nhở. Chắc dạo gần đây các bạn đã thấy được rất là nhiều combo kiểu là cặp tướng của vị tướng Van Hel rồi đúng không? Van Hel thì thuộc dạng là cũng không phải là kén quá đâu. Nhưng mà nếu có Headland này, nếu có Grack ấy thì lại càng dễ chơi hơn. Tiên gì ví dụ đi. Ví dụ như là gặp mấy thể loại như con Mina này thì sẽ phải hạn chế nó tiếp cận gần đúng không ạ? Thì chúng ta cần cấu rìa thôi thì sẽ rất hiệu quả. Cái pha này là bị thằng Vera núp bụi anh em ơi. Nó cắm trại rất là lâu rồi mà bọn mình không có sai ở đó. Cày thật đấy. Rất tiếc cho anh Grack nhưng không sao, mình không bị hạ là tuyệt vời rồi. Ôi hay. Ủa Gia. Hay đấy. Được. Anh Grack IQ hơi bị chất. Nói chung là anh em thấy không, gặp một trợ thủ biết chơi ấy thì mình chơi xạ thủ dù là tướng gì thì cũng cảm thấy cực kỳ dễ thở. Omen mùa sau nên dùng tốc biến hay là suy nhược với Ed ơi? Với TNG nhá, mặc dù suy nhược ok đấy, nhưng mà TNG không đụng độ đến mức độ đấy đâu. TNG chơi ấy là phải tốc biến đúng không ạ? Đột biến là trên hết. Quay thanh niên làm gì thế này? Anh em coi đi, mấy thanh niên này vì một con bùa xanh mà lại bị lên bảng điểm số 2 thanh niên rồi, quá đỉnh chóp. Van Hel thì chúng ta vẫn ưu tiên đó chính là cái lượng tốc đánh nhá, nên các bạn cần phải nhớ rằng có chiêu cuối khi mà vào tranh ấy, bắn thoải mái đi. Kể cả là bắn vào không khí, không vấn đề gì cả. Anh em nhớ nhé, bắn vào không khí đều được, không việc gì phải lan tăn. Nhưng anh em cứ nghĩ bảo là phải đánh Van Hel là phải cứ phải chiêu cuối rỉa đam tí đa. Trời ơi, nó phải là Van Hel phép như cái đời trước đâu hả anh em. Van Hel bây giờ nhá, bắn chiêu cuối vào không khí đều được. Chỉ cần các bạn kích cái nội tại để bắn liên tục nội tại, vậy là các bạn đã thành công rồi đó. Anh em nhớ nhá, kéo. Ồ, hay. Đấy anh em không, cái chiêu cuối có tí đam là mấy đâu ạ. Quan trọng chiêu cuối, nó kích một quả là mình đủ ngay 4 nội tại. Bắn spam mệt nghỉ luôn. Đấy là cái điều mà TNG muốn nói với anh em là chúng ta phải hướng tới điều đó. Mấy thanh niên này có vẻ như là thích bỏ trụ nhở. Nếu mà bỏ trụ thì mình xin thôi. Ui hay thế. Wow. Ok, tổ quốc ghi công bạn nha Grack nha. Trời ơi, trận đấu nào mà tôi như thế này thì Reo Rank có gì khó đâu ạ. Chắc chắn nhiều anh em sẽ bảo ghen tị với tôi, bảo là
Ngồi ép sướng nhở. Đi đơn mà lại gặp toàn trợ thủ biết chơi thôi. Phê thực sự. Em mà gặp thằng trợ thủ như ép thì gì, chiến tướng hay là trăm sao hay là hơn trăm sao, chỉ là trong tầm tay thôi. Nói chung là nó cũng giống ăn ở cả mà. Em nghĩ sao về việc dồn đóng một món tanh và thêm cây đao xanh? Về vấn đề đao xanh ấy, bản đài thì sáng nay chúng ta đã cập nhật rồi. Tức là sáng 12 tháng 7 đấy ạ, bản đài cập nhật trước chúng ta một tuần rồi nhá. Thì TNG đang trải nghiệm dần dần và sẽ gửi sớm tới cho anh em. Chúng ta chỉ có thể nói được, tức là chúng ta hiện tại ấy, chỉ có thể ra các dự thôi. Còn đợi TNG trải nghiệm và test xong ấy, thì sẽ có những câu trả lời và những đáp án sớm nhất. Đảm bảo là sẽ có trước ngày bản Việt chúng ta cập nhật, để anh em là khán giả TNG ấy, sẽ không bao giờ lo tới cổ nhá. Trời ơi, kéo quả nào đẹp quả đấy này, chết giờ. Và TNG cảm ơn anh em đã ủng hộ TNGshop.vn. Các bạn nếu có nhu cầu mua tài khoản nick game nhá, cứ lên thẳng TNGshop.vn nhá. Ui thơm. Ơi bạn, ui bạn ơi, đang xanh 6 phút 806 anh em ơi. Vàng thì đầy bồ luôn ạ. Wow. Đây, fanpage trải nghiệm TNG này, ông nào gặp bất kỳ sự cố gì thì liên hệ nhá. TNG nhận được liên tục rất là nhiều anh em thắc mắc, nào là nhân viên xử lý chậm này, nhân viên xử lý này, cái này là em chưa ưng này, thì các bạn cứ nhắn vào link TNG để ở phần mô tả hết mà, hoặc là để ở phần bình luận ấy. Đó, anh em click vào là chuẩn bài ngay. Rìa nè. Ui, hay quá. Mình không chỉ xanh mà đồng đội còn rất xanh các bạn ơi. Zata này, Grak này, Van Hên này, Batman này. Ui, thằng Quillen thì kệ nó đi. Bọn mình đúng là kiểu là team lăn cầu nha anh em nhá. Có Zata thì bay vào, quá tuyệt vời. Hay, ơi làm gì, anh Alan làm gì em đây. Ôi trời ơi anh ơi, em đang xanh lắm rồi đấy. Và đó chính là Van Hên. Anh em chắc chắn sẽ thích cái bộ trang phục 2S đó đúng không nào? Anh em đừng quên đặt câu hỏi và feedback lại cho TNG ở dưới video để trao đổi cùng TNG trong clip lần sau nhé.